Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Quận Gò Vấp. Hôm nay để xem một căn nhà tại đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà khu chợ Gò Vấp, tiện đi về các quận trên, Giáp Ranh, Bình Thạnh, Phú Nhuận. Nhà có diện tích 2m2 x 10, nở hậu, phong thủy tốt, diện tích đất công nhận trên sổ là 22m2. Tổng diện tích sàn 46m2, 1 trệt, 1 lầu, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp, 1 vệ sinh. Nhà hẻm 3m. Trước nhà có sân rộng đậu được tầm 5-7 chiếc xe máy, nằm ở đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 1 thì coi như là ra một cái là đã là đường Nguyễn Văn Đậu của Phú Nhuận rồi. Còn bên phía kia là Hoàng Hoa Thám của Bình Thạnh. Khu cũng khá là văn minh, đi sân bay thì 5 phút. Có hệ thống cửa rất là ok, sofa cao cấp, bàn ghế ăn cơm, tủ lạnh, máy giặt, full nội thất với hệ thống giường ngủ, máy lạnh xịn sò, hướng đông bắc. Giá chủ đang rao 2.88 tỷ, còn thương lượng cho khách mua nhanh. Nhà được co mới đẹp, full nội thất, rất là nhiều điểm mạnh. Nhưng điểm yếu của nó thì vẫn nốt với quý vị, đó là căn nhà có bề ngang hơi hẹp 2m2. Quý vị Zalo Vũ 0906943839 để xem thêm chi tiết căn nhà, hoặc đăng ký kênh Nhà Gò Vấp, Nhà Sài Gòn với từ khóa Bán Nhà Quận Gò Vấp hôm nay để xem thêm những căn nhà khác trong danh sách phát nhà dưới 3 tỷ, chọn cho mình và gia đình căn nhà ưng ý. Cảm ơn quý khách đã xem phim và thân ái chào tạm biệt.